Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh nội dây Khải Gaming. Và dây Khải chúc anh em một buổi xem video vẻ lắm rồi. Lúc nãy Đà Khải đang chuẩn bị đúng ngựa bị cúp điện anh em. Vãi nồi. Cúp điện xong ấy giờ nửa tiếng sau mới có điện. Giờ đã 11 giờ mấy rồi. Giờ kiểu này chắc Khải không lên kịp sang bot nè. Và rồi mới cái mạng thì quyền có những tin Khải là mua lại cái nỏ. Thì nói chung cái nỏ này Khải nó thiệt, Khải đang ra bán với giá 45 kim. 45 kim cái nỏ nha anh em. Đang với giá 45 kim. Mà quyền có ý mở lời mua thì nói chung là Khải chỗ anh em thì Khải bán rẻ cho quyền 35 kim. Thì với giá nó khoảng hơn 2 triệu, tầm 2 triệu nè, 35 kim tầm 2 triệu. Thì một lần là 32 kim này. Đó, nó đây, tốc 20 xương 32. Nói chung là Khải cũng có ý định rồi. Nói chung là giờ bây giờ thì xe bên này thì nên nhường lại sân chơi cho các anh em mới, anh em chơi. Giờ Khải thì tầm này Khải nghỉ một thời gian rồi được thì Khải chơi xe mới, không thì Khải chơi tà thôi anh em, Khải không đầu tư nhiều nữa. Tại vì bữa giờ cũng chung là đầu tư cũng gần hai mấy triệu rồi. Hai mấy triệu rồi bây giờ bán lại chứ cũng được ít thôi, không có nhiều. Chung là bán cho quyền 35 kim nha anh em. 35 kim. 35 kim thì tương đối thì kim bây giờ tầm nói chung là tính đi lại nó cũng tầm 2 triệu nè, cái nỏ là tầm 2 triệu bán cho quyền. Đó, ok, nói chung là bán rồi thì bây giờ Khải sẽ cầm cái nỏ kia thôi. Khải sẽ còn cái nỏ bơ cao tống kim này. Nỏ này Khải đang ra bán 35 kim luôn. Ai có ngỡ ý mua đỡ đánh tống kim thì cứ ngỡ là bị em. Đó, anh em nhìn sơ qua cái nỏ. Chung là tại vì mình không chơi nữa mà giờ có đồ cũng chả làm gì. Thôi cứ anh em nào mua được những cái món nào được giá thì bán thôi nè. Không đỡ làm gì chật rương. Khải dọn cái rương. Hồi nãy thì đánh tống kim thì bó tay tại vì đi bên thua nè. Đi bên tống thì tống thua, đi bên kim thì kim thua. Hôm nay đi bên tống thì không có ai luôn. Trời ơi, top toàn phải kim thôi. Khải xin phép bót tay. Không đánh nổi luôn. Khải chuyển bớt ba cái đồ vào đây rồi Khải chuyển kim vào. Anh em nào có mua kim 5 kim hoặc 10 kim hay 1 2 kim thì cứ bị em Khải nha anh em. Chung là Khải bán rồi vẫn là chơi nhưng mà ạc thì vẫn còn mà, ạc còn cứ chơi thôi. Cái này không còn nữa thì mới tính tiếp nữa. Ok, rộng rương cái 35 kim. Rồi anh em xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like và một chia sẻ nha anh em mọi người ơi. Chung thì có mua có bán gì cũng vậy thôi, Khải cũng công bố cho anh em xem hết. Chứ không phải là Khải này mua mắc rồi đi họ, chứ không phải Khải đi mua rẻ chứ. Đi mua rẻ bán lại mắc anh em ơi. Cái đao này Khải tốn biết nhiều tiền đó anh em. Cái nọ này Khải tốn biết nhiều tiền nhưng mà Khải bán lại cái 35 kim này dạng như là lỗ sắp mặt anh em. Hồi là Khải mua cái phi đao, hồi đó Khải mua phi đao là cái foil không á, cái foil không đã 12 kim rồi. Khải hóng là 16 lần. 16 lần lên được cái đao. 16 lần lúc đó là một lần hóng là tốn 2 kim. 16 lần là vị trí 32 kim với lại foil là hết 48 kim mới ra được cái đao. Đó hồi đó Khải đi con lông đao á. Hiện tại đang mưa nữa nè em ơi. Nãy mưa nên là cúp điện á. Là tính ra hồi cái đao con lông đao Khải đánh là hết 48 kim mới được cái đao á. Xong rồi từ cái đao đó Khải hóng 17 lần nữa là lần sau đây hóng nó rẻ hơn. Tốn 17 kim nữa. Là tính ra Khải tốn hết 60 kim. 60 kim là từ từ cái phi đao về đao và sau từ cái đao về cái nỏ đó nè. Đó, hết 60 kim đó. Bây giờ Khải bán 35 kim là Khải lỗ á. Không có lời được tại vì mình chơi là biết chắc chắn sẽ lỗ, không có lời tại vì mua đánh thì một phần mà sau này bán lại sẽ lỗ không có lời. Đó, chắc chắn là vậy nhưng mà nhiều anh em trên kênh lại bảo Khải là ông này chùm buôn đồ mua đi bán lại, mua rẻ bán mắc, trời. Mấy câu đó Khải xin thua anh em luôn. Bằng chứng thì trên kênh có sẵn rồi. Kênh mua bán bao nhiêu, giá bao nhiêu trên kênh có sẵn hết. Đó, nói chung là những cái vấn đề của anh em có nói thì anh em cứ xem vào kênh của Khải thì Khải bán mắc hay rẻ anh em cứ tự hiểu nha. Ok và bye bye mọi người nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Bây giờ Khải chắc còn đi ngủ nè em ơi. Khải định lên livestream nữa mà giờ mưa to quá. Anh em xem này. Mưa to vãi nồi luôn, không thể nào mà live được luôn nè, anh em thấy không? Đó. Mưa to kinh hồn.